Đã quay trở lại kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên mình cũng xin chúc tất cả mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ, thật là ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay chúng ta có rất nhiều các bản tin có liên quan về vụ án của chị Hằng. Chẳng hạn như dự đoán phiên tòa sắp tới như thế nào, có diễn ra suôn sẻ hay là không, có hay là không cái sự việc mà nếu như không có người bị hại thì bên viện kiểm sát có trả ngược hồ sơ lại về cho bên công an để điều tra lại và viết lại cái bản kết luận điều tra khác hay là không. Cái vấn đề thứ hai nữa là thông tin bên lề có một nhà báo viết một cái đơn kháng cáo về sự việc mà tôi đã nói với các bạn rồi, có liên quan đến anh Đức Hỉnh nhà ta. Cái sự việc là như thế nào thì tôi biết, tôi chưa có điều tra sâu vào, do đó tôi chỉ nói thoáng qua cho các bạn biết thôi. Cái vấn đề thứ ba trong câu chuyện này giống như tôi đề ngày hôm nay, đó là cái sự việc mà một cái người lãnh đạo cấp cao trong cái sự việc, trong một cái bài báo đã báo pháp luật, đã có viết một cái đoạn về cái sự việc mà viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí có phát biểu thoáng qua về câu chuyện của chỗ chị Hằng của chúng ta, đó là tâm điểm chính. Và không biết cái phát biểu này có giống như những cái lời đồn đoán của những người YouTuber không, là sẽ trả hồ sơ về cho bên phía công an để điều tra lại. Thì nếu mà trả hồ sơ điều tra lại thì tôi nghĩ rằng không đủ thời gian để mà tạm giam chị Hằng của chúng ta tiếp tục. Vì nếu trả hồ sơ lại ít nhất cũng phải là 2 tháng, thì nhiều người đoán là tháng 9 sẽ ra chuyện sẽ trở lại. Và tôi nói các bạn, khi mà nó trở lại thì nó lại lặp lại từ đầu nữa, rất là khó. Cái trường hợp này rất là khó các bạn, rất là khó. Thì cho chúng ta sẽ tìm hiểu và chúng ta sẽ tranh luận với nhau ở cuối video clip này về cái sự việc mà viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao có cái buổi gặp mặt cử tri vào ngày 26 tháng 6 năm 2023 và có nói thoáng qua cái vụ việc của chị Hằng. Như vậy là cái thông tin về chị Hằng đã đến tay của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tôi đã được một khán giả rất là thân quen cho tôi cái thông tin này, và đây là những thông tin phải nói là hết sức là hay ho trong buổi tối hôm nay. Rồi chúng ta nói cái gì nữa ta, nó tới nó luôn, nó xuống lên ngược thì tự nhiên cái chúng ta quên chủ đề luôn, nhiều chủ đề quá. Thôi thì chúng ta tóm gọn lại hai cái chủ đề thôi. Thứ nhất là cái sự việc mà ca sĩ đóng thế thu nhập như thế nào, sự việc mà đền 74 tỷ của chị Hằng ra sao. Vấn đề thứ hai là bàn luận có trả hồ sơ điều tra về cho bên công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra lại hay là không. Phát biểu của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao như thế nào. Chúng ta làm hai chủ đề đó thôi. Còn cái vấn đề mà có một cái nhà báo nào đó đúc đơn kháng cáo vào cái việc anh Hỉnh đó, thì chúng ta sẽ làm sao đi. Quá từ nhiều chủ đề, không biết làm cái nào trước, cái nào sau. Các bạn phải nhớ bấm like và subscribe hộ mình nhé. Trong tay mình có được hai cái tin nhắn. Hai cái tin nhắn này cũng là một cái dự đoán có căn cứ để việc mà trả hồ sơ về cho bên viện kiểm sát trả hồ sơ về cho bên công an luôn. Đó, người ta cũng có lý do đó chứ không phải là không có đâu. Và kết hợp với những cái phát biểu của viện trưởng viện kiểm sát tối cao khi mà gặp gỡ cử tri vào ngày 26 tháng 6 năm 2023 nữa. Ok. Hôm nay chúng ta tìm hiểu nhanh về cái sự việc mà ca sĩ đóng thế thu nhập như thế nào. Tôi đã tìm cả buổi chiều, tôi thậm chí là tôi hỏi luôn cả những người kế toán, thì cái sự việc tính thế cho một cái người ca sĩ rất là khó. Mà bây giờ bên phía chị Hằng yêu cầu là bên phía bị hại, tức là những cái người mà quyền lợi ích của họ bị xâm hại đó, theo điều 331 đi rõ như sau: lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích
hợp pháp của tổ chức và cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp và hợp pháp, tức là quyền và lợi ích của họ, họ chứng minh một cách hợp pháp rằng quyền và nghĩa vụ của họ bị xâm hại thì chị Hằng phải đền cho họ. Tuy nhiên, giống như tôi nói các bạn là ở cuối chương trình này có cái sự việc giao lưu về sự việc mà bên viện kiểm sát có trả hồ sơ ngược lại cho công an không, làm lại từ đầu. Trời ơi, nghe cái thông thanh là trả lần thứ 9 đó, theo lời của em gái Đinh Lan nhà ta, đẹp gái Đinh Lan nhà ta, thì có thể là 30 tháng 6 chúng ta sẽ biết được kết quả như thế nào, có trả hồ sơ lại không. Sao nhiều người có những cái thông tin hay ho quá à, nhưng mà tôi nghĩ rằng không đủ thời gian. Nếu mà trả hồ sơ có xảy ra đi chăng nữa thì chị đẹp của chúng ta chắc không còn cái lý do nào mà để tạm giam nữa, thì chị đẹp mình có thể là được tại ngoại ra ngoài cho đến khi phiên tòa diễn ra. Tại vì sao? Tôi đã nói các bạn rồi, thời gian tạm giam tối đa mà nằm ở phía bên viện kiểm sát đó là chỉ có 16 tháng thôi, theo luật pháp max tối đa 16 tháng. Còn cái tội phạm mà ảnh hưởng đến an ninh quốc gia tạm giam tối đa là 2 năm, nhưng chị Hằng không có dính vào cái sự việc mà ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, do đó là chỉ phạt mà chỉ bị tạm giam đến 16 tháng mà thôi. Do đó tới ngày 24 tháng 7 năm 2023 là thời gian cuối cùng. Mà các bạn biết rằng ngày 1 tháng 6 năm 2023 Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung lại ba cái vấn đề. Thứ nhất là có hay là không cái vai trò đồng phạm của ông Huỳnh Huy Dũng, thì tôi đã nói các bạn rồi, của anh Dũng thì tôi đã nói các bạn rồi, bên phía anh Dũng không có cái lý do để tấn công những người kia. Xin chào anh Bình Lê, xin chào khán giả Trần Hữu Tài, những chút xíu tôi phân tích xong tôi chào mọi người nha. Đó, xin chào Nguyễn Đàm. Đó, người ta không có một lý do nào, mà em biết cường, người ta không có lý do. Vấn đề thứ hai nữa là làm rõ về vấn đề mà bà Hằng xúc phạm theo cái tội mà giống như mà vu khống và làm nhục theo điều 155, chiều 156, 157. Đó, vấn đề thứ ba nữa là bên bị hại, tức là những cái người nghệ sĩ, phải chứng tỏ được quyền và lợi ích của mình bị xâm hại, hợp pháp của mình bị xâm hại theo điều 331 là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Nếu như những bị hại mà không chứng tỏ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại, thì vấn đề tiếp theo của chúng ta ở cuối video này là chúng ta đặt ra một cái thuyết âm mưu là nếu không có người bị hại thì phải trả hồ sơ lại, điều tra lại. Coi chừng trả hồ sơ điều tra lại, Hằng Ni sẽ gặp chung án với chị Hằng. Mình không được, có kể gặp sao gặp, nhưng mà tôi nói các bạn rồi, chị Hằng đã bị tạm giam hơn 15 tháng rồi. Do đó chỉ cần tạm giam 1 tháng nữa thôi. Tại vì chưa có biết tội ta nặng ta nhẹ mà tạm giam gì đâu mà tới cả năm sao được, đúng không? Chưa biết tội nặng hay tội nhẹ. Tại vì theo cái khung 2 của tội 331 là từ 2 năm đến 7 năm. Nếu như chị Hằng bị vào 2 năm thì tôi hỏi các bạn nè, tạm giam 16 tháng là hợp lý rồi, đúng không? Pháp luật người ta đi rõ như vậy rồi, không lẽ người ta 2 năm mà tạm giam tới 2 năm rồi sao? Rồi sao xử? Vậy xử như vậy là có phù hợp không? Đó, do đó là bên chị Hằng bây giờ đã rắc rút yêu cầu bên phía những cái người bị hại, đó là những người ca sĩ, phải cung cấp bằng chứng, chứng cứ, bản sao kê, bản đóng thuế. Thì tôi nói các bạn, trong ngày hôm nay tôi quần quá trời quần, tôi hỏi, chắc ngày mai tôi điện lên chi cục thuế tôi hỏi luôn quá. Nói là làm đó nha các bạn, ngày mai tôi sẽ xin số điện thoại của bên chi cục thuế, tôi điện cho tôi hỏi. Tôi hỏi thử nếu như cái người nghệ sĩ mà người ta một năm đã thu nhập 4 tỷ như vậy đó, thì người ta đóng bao nhiêu tiền? Trời ơi, tôi nghiên cứu, tôi nói các bạn nghe, nghiên cứu là ngu như kiến các bạn. Trời đất ơi, tôi muốn nổ tung cái đầu hồi chiều tới bây giờ. Hồi chiều bữa nay trời mưa mà tao không gì cũng mít. Đó. Chúng ta có một cái bài báo về Công an Nhân dân có viết vào ngày 20 bài báo, không phải Công an Nhân dân. Đúng rồi, báo Công an Nhân dân vào ngày 26 tháng 11 năm 2004 về việc quản lý thuế thu nhập các nghệ sĩ, vận động viên. Đó, các ca sĩ sẽ được khấu trừ 25% thu nhập chịu thuế.
Theo pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2004. Ý, cái này cũng 20 năm rồi. Chắc kiếm cái nào khác mới mới chút chứ cái này cũng 20 năm rồi hết đâu. Nhóm đối tượng nghệ sĩ, vận động viên, chuyên nghiệp được khấu trừ 25% trước khi tính thuế thu nhập 10%. Đây thật sự là sự ưu ái cho một nhóm đối tượng. À, đúng là như vậy. Thí dụ một ca sĩ có thù lao 10 triệu đồng thì ca sĩ đó được khấu trừ 25% bằng 2 triệu rưỡi. Họ phải đóng thuế 10% thu nhập cá nhân 2,5 triệu đồng. À, là 250 ngàn đồng tiền thuế. Vậy mức thu nhập còn lại của họ là 9 triệu 750 ngàn. Đến cuối năm sau khi đã khấu trừ 25% tổng thu nhập mà còn trên 60 triệu thì ca sĩ đó phải nộp thuế. Nếu dưới 60 triệu thì được hoàn tiền thuế. So với các nhóm đối tượng chịu thuế thu nhập khác, các nghệ sĩ, vận động viên, chuyên nghiệp có lợi hơn. Tức là sao? Tổng thu nhập của họ trên 1 năm và trong vòng 1 năm mà trên 60 triệu thì họ chỉ đóng 25% cái tổng số tiền đó thôi và họ được mà được khấu trừ thuế lại. Tôi khó con cái này khó hiểu quá. Tôi để tôi kiếm bài khác. Tính thuế thu nhập ca sĩ mới nhất 2023. Cái bài đó hồi nãy là 2004 rồi. Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất. Tiền công của người lao động làm việc tại công ty được tính thuế như thế nào? Theo điều 2 luật thuế năm 2007 có hai nhóm phải đóng tiền thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân cư trú. Cá nhân không cư trú. Tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013 trừ tiền lương, tiền công. Không có ca sĩ các bạn ơi. Không có ca sĩ. Đây. Thuế thu nhập cá nhân bằng thuế thu nhập thuế và thuế suất. Theo đó thuế suất thu nhập cá nhân được áp dụng theo biểu mẫu thuế tích lũy theo từng phần hoặc có thể áp dụng phương pháp rút gọn theo phụ lục 1 của thông tư 111/2013 trên TT sẹt BTC. Thu nhập đến 5 triệu đồng là 5% thuế. Thu nhập từ 5 triệu đến 10 triệu là không là 250 ngàn cộng với 10%. Trên 10 triệu đến 18 triệu là 15%. Trên 18 triệu 32% là 20%. Trên 32 triệu 52 triệu là 25%. Trên 52 triệu đến 80 triệu 30%. Trên 80 triệu là 35%. 35% mà được tính như sao? 18,5 triệu cộng cho 35% tổng thu nhập trước thuế trên 80 triệu. Cá nhân cư trú không có ký hợp đồng làm lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Rồi cái này khó quá các bạn. Các bạn thấy khó không? Tôi đã nghiên cứu quá trời. Mà tôi nói các bạn vấn đề mà những người ca sĩ đóng thuế đó mà bên phía chị Hằng yêu cầu là năm 2021, năm 2022 là thời gian đã qua rồi. Thì cái vấn đề này các cái người ca sĩ lúng túng không cung cấp được. Thì các bạn biết là thu nhập của họ là thu nhập đặc biệt. Các nghệ sĩ chuyên nghiệp được khấu trừ 25% trước thuế khi chịu thuế thu nhập 10%. Không phải. Họ có cái thu nhập đặc biệt là 35% đó anh ơi. Có cái mức 35% nữa kìa. Do đó là hồi chiều tới bây giờ em đi hỏi rất nhiều người rồi mà người ta cũng còn lúng túng. Người ta chỉ nói biết thu nhập cá nhân thôi, chứ còn bên những cái người nghệ sĩ thì người ta không biết tới cách tính. Ví dụ như bên phía những người nghệ sĩ, người ta mở một công ty. Bây giờ người ta là công ty rồi, chứ không phải là người ta cá thể. Do đó theo quy định của công ty thì người ta chỉ mượn 10% thế thôi. Thì nó lại khác nữa. Giống như những cái công ty network là những công ty quản lý thu nhập. Đúng rồi, khán giả Kiệt Trần nói đúng đó, thu nhập nghệ sĩ hạng A là 35%. Trong vòng năm 2021, năm 2022 đã qua rồi. Do đó người ta bên phía luật sư của bà Hằng yêu cầu, chị Hằng yêu cầu là coi lại cái cách đóng thuế này. Tại vì trên 80 triệu thì người ta mới tính thêm. Còn dưới 80 triệu
À, anh nói thu nhập cá nhân mà, đúng rồi anh, cái đó thu nhập cá nhân, còn đối với công ty khó nữa anh ơi, khó lắm. Do đó tôi nghĩ rằng những người ngang sĩ họ khó là đúng rồi, họ khó nhưng mà không phải ló ra khỏi cái khôn thôi, họ khó mà họ không ló ra cái khôn thì bên phía của những người luật sư của chị Hằng sẽ làm việc với họ. À, khó lắm, tôi nghiên cứu hồi hồi cả hôm qua tới giờ các bạn, không thể nào tính được. Tại vì nếu như họ lập cái doanh nghiệp, họ lập doanh nghiệp mà nó ký hợp đồng với một doanh nghiệp khác thì thuế nó chỉ có 10% thôi. À, anh Bình Lê đó, anh Bình Lê nó cũng đúng chứ không có sai, cả anh Bình Lê và các anh em khác nói đúng chứ không có sai, anh Kiệt Trần nó cũng đúng nhưng không có sai. Tại vì thay có hai cái lĩnh vực nghệ sĩ, nếu mà không không có làm hợp đồng rồi còn chưa đó nghe, chưa nói cái sự việc mà tiền tươi, em nghe Phong Thanh nói là tiền đến tay, cái câu nói của họ là tiền đến tay là sao, tức là họ ký hợp đồng nhưng mà họ lấy tiền mặt, họ lấy tiền mặt chứ không có chịu chuyển khoản. À, hoặc là hợp đồng của họ bằng miệng thì khó bắt họ mà đóng thuế được lắm. Trời ơi, tôi nói các bạn ấy, cái vấn đề này khấu trừ tùm lum tà la hết trơn á, lên trên mạng các bạn xem kìa, có nhiều ca sĩ nước ngoài họ tốt mà họ trốn thuế tinh vi dữ lắm, họ không đóng. Tại vì chúng ta cũng có lúng túng là có cái phản giảm trừ gia cảnh nữa chứ không phải không. Khó lắm. Ở trong những người khán giả của mình có ai chuyên về thế không, chuyên gì báo cáo thuế không? Quên quên quên, bạn mình nó làm kế toán tổng hợp, nó chuyên báo cáo thuế, đi ngày mai mình hỏi nó, mình xin phép mình ghi âm rồi mình cho mọi người nghe. Khó lắm, mà bây giờ thời gian rất là cận kề rồi, chỉ còn có 4 ngày nữa thôi. Theo cái pháp luật mà em nghiên cứu á, là bên phía tòa án mà trả hồ sơ về cho viện kiểm sát thì chỉ có 1 tháng thôi, thông báo ngày 1 tháng 6 trả hồ sơ về thì ngày 1 tháng 7 là hết cái thời gian 1 tháng rồi, thì tiếp tục làm cái gì nữa. Thì ví dụ như bên viện kiểm sát mà họ không có đủ thời gian nữa thì sẽ gia hạn thêm một lần là 15 ngày là hết. Bởi vì em nói với anh Kiệt Trần á, là bên châu Âu á, là những cái người mà đá banh á, họ trốn thuế đến đến 40%, họ trốn thuế luôn. Được 100 triệu euro á, bên thuế đóng mất 40 triệu rồi, giống như là họ mà 3 phần họ được có 2 phần à, thuế ăn hết 1 phần rồi. Do đó tôi nói các bạn á, là họ làm dữ lắm. Tôi nghe Phong Phanh là tiền đến tay thế nào đó, thường thường là ít khi là ký hợp đồng. Tôi nói các bạn á, đứng trước cái phiên tòa thì tòa sẽ trọng chứng cứ hơn là trọng cái khẩu cung. Các bạn biết cái khẩu cung là cái gì không? Là cái kết luận điều tra của công an thành phố Hồ Chí Minh lúc trước có mời Đinh Lan lên đó, Đinh Lan hỏi Đinh Lan là có yêu cầu bồi thường gì không? Đinh Lan không không yêu cầu bồi thường. Đối với trường hợp của em VR thì cũng không 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 yêu thường gì cả. Là tiền nào ra tòa á. À, ra tòa thì tính. Nói thì tôi nói các bạn, ghi ra tòa thì người ta đã qua quá trình điều tra rồi thì người ta chỉ đưa qua chứng cứ thôi chứ người ta không đọc lại cái bản điều tra nữa. Tại vì ví dụ như cái bút lục của vụ án này nó 5.000 trang, đọc sao nổi. Tôi ví dụ như vậy, tôi đến 2.000 à, hai 200 300 trang thôi chứ không nhiều, mà đọc sao nổi. Đọc cái từ 8 từ mở ra phiên tòa ta mà trên 9 giờ đọc cái tới 10 tới 3 giờ chiều chưa xong, nghỉ hay mai đọc tiếp hay gì đó. Do đó tôi nói các bạn, đến đến tòa rồi là trọng chứng hơn trọng cung. Do đó chào cảm thấy những cái chứng cứ chưa có đầy đủ, à do đó là yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung 3 vấn đề mà hồi nãy tôi nói với các bạn rồi đó. Thứ nhất là liên quan đến đến anh Dũng có cái động cơ nào để tấn công những người kia không, 10 người kia không, có phải là vai trò đồng phạm hay không. Thì tôi đã nói với các bạn rồi, theo theo cái sự suy nghĩ riêng của tôi á, thì anh Dũng không, anh không có cái giống như động cơ. Chứ giờ chúng ta muốn quánh cái người đó thì chúng ta hận thù gì chúng ta mới quánh, đúng không? Chúng ta muốn nói xấu người đó thì cái người đó làm gì chúng ta mới nói xấu họ. Chứ còn người xa lạ ở ngoài đường tự nhiên cái tự nhiên nói xấu người ta sao được các bạn. Đó thì tôi nói không có động cơ. À, vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là cái vấn đề mà điều tra bổ sung cái tội làm nhục vu khống người khác. Mà các bạn thấy là trong cái câu chuyện này thì tội làm nhục vu khống người khác là rõ rành rành như vậy, mà tại sao mà không đưa vào trong cái bản, à trong cái bản cáo trạng? Tại sao vậy? Trò không chịu, tòa bắt phải điều tra lại. Tại sao mà mấy người đó chửi nhau, chửi qua chửi lại
À, mà trong tay tôi đã có cái đó rồi đó, trong tay tôi đã có cái đó, nhưng mà tôi nói các bạn nghe là những tin nhắn khiêu khích để cho bà Hằng nóng giận. Những cái tin nhắn này mà nếu được điều tra bổ sung lại thì cái sự việc mà chuyển cái tội của chị Hằng là hoàn toàn có thể các bạn, hoàn toàn có thể, tại vì hai người đều sai hết, chị chửi tôi chửi chị là đều sai hết như vậy là không, nếu mà không có người bị hại thì làm sao, thì phải trả hồ sơ điều tra lại thôi chứ làm sao, mà các bạn thấy có cái vụ án nào mà trả hồ sơ liên tục như vậy không? À, vấn đề thứ ba nữa là cái vai trách với vai trò người bị hại yêu cầu bồi thường 74 tỷ đồng thì hai anh chị có liên quan, đó là anh Hưng và chị Tiên nhà ta, đó là phải chứng tỏ là mình có thực hiện những cái hợp đồng kinh tế, tôi nhắc các bạn lại nghe, hợp đồng kinh tế, còn hợp đồng miệng vẫn được bình thường nếu như những người ca sĩ đó có cái biên lai hay là biên nhận đóng thuế thu nhập. Đặc biệt tôi thấy những cái bản hợp đồng đó là công ty đấu với công ty thôi, mà do đó là tôi nói các bạn khó lắm, ví dụ như không có ví dụ gì cả, tại vì những cái đó trên 80 triệu rồi, trên 80 triệu rồi mà thuế thu nhập đặc biệt tới 25% lận, nhưng mà họ là công ty thì cứ 10% thôi, mà công ty thì phải xuất hóa đơn, mà xuất hóa đơn thì phải có hóa đơn. À, bây giờ bên phía bên luật sư của chị Hằng nói ê hóa đơn đâu thì không đưa, cung cấp hóa đơn được, nó dễ như lấy tiền ở trong túi lấy ra, mà lấy không được thì làm sao, hay là đợi khi ra tòa mới tung cái đó ra, thì tôi cảm thấy là trong giai đoạn này tung ra để dằn mặt đối thủ đúng không, nếu tôi là em Tiên và tôi là anh Hưng thì tôi sẽ tung ra dằn mặt bên phía chị Hằng ngay, dằn mặt bên phía luật sư ngay, tôi có đóng tiền đàng hoàng nha, đừng có viết tầm bậy nha, tại sao báo Vân Dân Việt à lại lên bốn cái bài báo như vậy. À, chị Lan nhà ta thất kinh hồn vía, bây giờ đi dạy học luôn rồi, dạy tiếng Anh luôn rồi, học một lượt 8 thứ tiếng Uchiha bố các bạn, Uchiha bố đó. Đó thì tôi nói các bạn vấn đề chứng minh thuế khó lắm, các bạn không tin các bạn tự các bạn tìm hiểu đi, tôi thấy nhức đầu dữ lắm rồi, mà bây giờ cái đó là cái đặt ở quá khứ rồi, nếu muốn sửa sai lại sửa cũng không được, làm sao sửa được, trong năm 2021, năm 2022 anh không có đóng thuế mà anh bắt tôi đền cho anh đền sao được, đúng chưa? Trời ơi, cái tấm hóa đơn nó dễ muốn chết, còn không mà tra lên, bây giờ thuế là lên điện tử rồi, tra trên mạng cái được rồi đó, đừng có nói cái vấn đề mà có cái việc mà trả hồ sơ về cho bên công an điều tra lại một lần nữa là hơi nguy rồi nha, lúc đó là viết lại cáo trạng rồi đó, nói các bạn nghe đó, nếu mà từ bên viện kiểm sát mà trả hồ sơ về cho bên bên phía công an nữa là viết lại cáo trạng đó, tức là dựa vào cái kết luận điều tra của công an sẽ viết lại cái cáo trạng và trình lên trên phía tòa án nữa, và nếu làm như vậy dự án này kéo dài lắm, tôi đã nghĩ ít nhất là cũng phải 3 tháng 4 tháng, mà trong khi thời gian tạm giam của chị Hằng sắp hết rồi, không còn thời gian nữa, do đó bên phía luật sư của chị Hằng sẽ yêu cầu cái gì, đưa cái hợp đồng với đi kèm với cái hóa đơn thuế thu nhập đi rồi tôi tính, còn không là coi như là không có, các anh chị không có bị là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích, các anh chị không bị xâm hại lợi ích thì các anh chị đòi cái gì, lúc đó là phía chị Hằng quật ngược lại đó, quật ngược lại là do những cái bài báo không biết là do cái thế nào đó mà bảo rằng là em Tiên đòi đòi kê biên tài sản để bảo cả để đảm bảo thi hành án, thì em này là cái người bị hại, em này yêu cầu là như vậy, nhưng mà em này không chứng minh được cái vấn đề mình bị hại như thế nào thì không thể nào yêu cầu như vậy là quá đáng, mà theo pháp luật thì ta nói là vu khống đó, nhiều khi muốn giúp em Tiên quá trời mà không biết nói sao bây giờ, tại em Tiên ở Rạch Giá Kiên Giang sát bên tôi đi bộ cũng tới nhà em Tiên nữa, tôi không bên em Tiên thì tôi bên ai, nhưng mà các bạn biết rồi, các bạn có một người bạn mà người bạn bạn sai, các bạn sẽ cổ động động viên, à xin lỗi các bạn sẽ động viên cho cái người đó nhận cái sai của mình để tiếp tục sống một cuộc sống lại, ok, coi chừng bị hại thành bị cáo đó, thì em nói ra đó rồi, tưởng hoa nở mà ngỡ sương về, em cũng gắng cố gắng lên trên mạng để dùng những cái kiến thức e hẹp của mình để nói lên một tiếng nói công tâm cho những người ca sĩ, nhưng thực tế là cái việc tính thế quá khó, quá khó, do đó bên phía luật sư của chị Hằng đã bóc ngay cái điểm yếu đó,
đồng hương, đồng hương chứ không đồng lòng đâu nha. Phải chi có 177 tỷ, nhớ Phương Nam Mobile cho 7 tỷ là ngon quá rồi. Đúng không? Đó thì tôi nói cái sự việc đã qua trong quá khứ. Ở trong quá khứ có một số YouTuber chửi chị Hằng rất là nhiều. Em tiên nuôi nuôi kiến nhưng em ăn kiến, em miếng. Em xin chào Mai Viết Cường, em ngừng lại chào mọi người một tí nhé, rồi em tiếp tục qua cái giai đoạn 2 của clip này. Đây trong tay em có những cái bằng coi như là những bằng chứng mà dẫn đến cái sự việc mà chị Hằng đã bị rơi vào bẫy của họ. Và tôi nói các bạn bây giờ đừng có nói tội chị Hằng gì cả. 15 tháng rồi. Nếu như không có ai, nếu như mà không thể kéo dài được nữa thì tạm ngừng lại để điều tra tiếp. Thôi chứ không lẽ tạm giam hoài. Người ăn trộm người ta cũng còn có thời gian mà để người ta về hoàn lương, chứ còn cái tội này chỉ cãi lộn trên mạng thôi. Còn ai đó chứng minh được những cái vấn đề chị Hằng làm quá xấu xa thì cứ đi kiện chị Hằng bình thường. Mà tôi nghĩ sau khi luật sư nhà bác Hằng Ni bị bắt tạm giam thì tôi hỏi là họ không còn nghĩa khí gì nữa. Họ đã đồng ý với cái quyết định tuyệt vời đó của cơ quan chức năng rồi, đúng chưa? Và giống như cái lời của viện trưởng viện kiểm sát tối cao đã phát biểu một chút xíu, tôi cho các bạn nghe nghe tôi hết kỹ tí, tôi lên tôi dẫn chứng tí rồi tôi mới cho anh em khác. Ok, tôi hết kỹ tí, các bạn thông cảm. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ mình đi các bạn ơi, bấm like vô nhiều vô, bấm like nhiều vô. Nói chung là tôi không có hay gì cả, nhưng mà ở sau lưng tôi có những cái người và nói khán giả rất tuyệt vời, vừa am hiểu về pháp luật, vừa tình cảm, vừa đối nhân xử thế rất là tốt. Chẳng hạn như anh Bình Lê đâu ra, em Đào Phong rồi á, đó anh Mai Viết Cường, hay là anh Nguyễn Đàm, hay là lâu quá sao không thấy chị yêu tôi vô anh Bình Lê, cái chị gì vô kênh em hoài đó, sao lâu quá không vô vậy, xin chào chú Hai Dưỡng Mai Vàng, cái chị gì đi chung với anh đó anh Bình Lê, sao lâu quá không ghé kênh em nữa, chắc chắc chị ghét em sao á cho anh. Cái chị gì đi chung với anh mà hồi anh Nguyễn Quốc Thịnh đó, tôi không có ghen ghét ai trơn á các bạn, thiệt tôi nói không ghen ghét ai, sống trên đời ghét người ta mình xịt bụng chứ làm gì, đúng chưa? Mình ghét người ta mình làm gì đó, thì tôi nói các bạn á, cho kiến ăn mà thích chim miếng thì tôi cũng sợ luôn. Hên là trước đó đó, cái cuốn nhật ký của người bạn tôi, phải chi lúc đó tôi có máy chụp hình tôi chụp lại là sướng biết mấy. Người bạn đó học chung với em Tiên, người học bạn đó học chung với em Tiên, có hình em Tiên luôn. Chị Minh Nguyệt, chị Minh Nguyệt cũng dẫn em hả anh? Đó thì có chữ ký luôn, có hứa hẹn luôn, dù cho tung cánh muôn phương, ơn thầy nghĩa bạn tình trường không quên. Sau này tôi like bấm vào đâu? Sau này tôi trở thành ca sĩ thì tôi tắt hết số điện thoại. Đầu tiên lên Sài Gòn á, thì còn liên lạc với bạn bè này kia nữa. Sau khi trở thành một người ca sĩ nổi tiếng thì không còn bạn bè nữa các bạn ơi. Không còn bạn bè liên lạc không được. Tôi mà là ca sĩ nổi tiếng á, tôi nói các bạn chắc chắc là tôi chắc không có xử sự như vậy. Và tôi là một cái người mà thí dụ như 1 tỷ phú chăng nữa tôi cũng không không bao giờ quên quên những lúc cơ hàn mình có bạn mình giúp mình như thế nào, bạn bè mình như ra sao, lúc mình cơ hàn người ta giúp mình như thế nào tôi nhớ hết. Khung giờ anh like thì cô Minh Nguyệt không lên mạng, cô Minh Nguyệt like giờ nào ưu tiên cho cô Minh Nguyệt sẽ like giờ đó luôn, like giờ đó luôn đó. Tôi vì khán giả luôn á các bạn, tất cả vì khán giả. Kênh tôi không có được nút vàng nút bạc nhưng được cái tình cảm khán giả yêu mến rất là nhiều, và kênh tôi là con kênh sạch, đừng có giống để giống như thằng 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 Phong Lùng. Trời ơi đạo đức quá trời đạo đức, người ta lên trên mạng người ta đòi 530 triệu, vậy mà khán giả nó im lặng. Không lẽ tôi nói toàn là những cái người sao nói gì xúc phạm người ta tạo nghiệp, thôi không nói. Cái thằng thông minh như nó, người ta lên trên mạng người ta sỉ nhục nó thiếu tiền cha nuôi 530 triệu mà nó nín thinh nó im lặng, các bạn thấy nó khôn không? Quá trời khôn liền hả các bạn, khôn liền liền luôn. Trời ơi trời, thông minh dũng cảm. Người ta lên trên mạng, có ai lên trên mạng nói tôi đòi đòi tôi 300 200 triệu không? Hôm trước có những anh có những anh nó vu khống tôi, nói tôi vì tiền miếng chất, tôi bóc điện thoại ra tôi điện luôn đó, tôi nói thẳng qua cho các bạn luôn, cho chị gì cái chị gì thì tiễn le le gì đó, tôi bóc điện thoại tôi điện luôn, tôi điện cho khán giả nghe luôn đó, đang livestream này là tôi điện tôi nghe luôn đó, chị vừa vừa phải phải gì thôi, chị là người làm từ thiện chị biết tính tôi là như thế nào rồi
À, tôi nói ai, tôi chỉ nói một cái rồi thôi, bỏ trong thôn mà để trong lòng. Chị làm từ thiện mà chị đi nói xấu tôi là sao? Thậm chí luôn tôi nói thẳng luôn là hòn kiếm bạc, hòn gươm bạc vậy đó. Tôi đã bỏ qua nhưng tôi không tha thứ đâu. Ơi tôi tha thứ chứ tôi không bỏ qua. Tôi tha thứ tội cho những người đó nhưng mà tôi không bao giờ bỏ qua, tôi để trong lòng tôi. Tự nhiên thấy tiền ta cho nhiều quá, cái nói thằng Khuôn Game Mobile biến chất. Khán giả tức quá, khán giả lấy tin nhắn nó gửi cho tôi điện thoại tôi hỏi là tại sao vậy? Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ủa, chặt cái đầu ông ra rồi, tôi nói lại rồi tôi xin lỗi ông được không? Cái danh dự của người ta không phải là để mua bằng tiền đâu, phải mua bằng rất nhiều tiền. Đó, thì tôi nói các bạn ha. Cái sự việc mà chứng minh về thế thu nhập của ca sĩ vừa là cái thu nhập cá nhân và vừa là thu nhập doanh nghiệp, nếu như là một công ty network hay là vừa là một công ty quản lý, nó rất là khó. Coi chừng cái sự việc này mà bên phía bên bên chị Hằng yêu cầu thanh tra thuế những người ca sĩ nữa thì mệt. Khó lắm. Khó lắm, tôi các bạn khó lắm. Để ngày mai tôi sẽ điện cho cái người ở chi cục thuế tôi hỏi. Full game chị cảm ơn nha, thời gian ngắn nữa chị gặp lại em hi hi. Ủa tự nhiên sao anh Bình Lê nhắn tin em bậy bạ gì ai anh Bình Lê? Hôm trước hình anh em ra lai gai đến cái khu lấn biển Rạch Giá Kiên Giang, các bạn tính hai anh em tính lai gai, mà bữa đó thì nó mắc cái công chuyện mà phải chuẩn chuẩn bị tinh thần chuẩn chuẩn bị cái đồ đạc để đưa con đi đi Sài Gòn để khám bệnh đấy các bạn. Thì mong 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 những cái anh Bình Lê thông anh Bình Lê thông cảm. Xin chào anh Tony Phạm, em cũng từ kênh anh ra đó nhưng mà cái ý chí của anh em hiểu rồi, em hiểu cái ý anh nói rồi, nhưng mà làm sao anh cung cấp cái đó cho cơ quan chức năng được, mà cái đó phải được giám định cái những tin nhắn đó.